Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong cái clip mà mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe, ví dụ Sonic nè, Vision nè, AB nè, rồi Nvic nè, Vario 150 ha anh em. Hoặc là Winner, Ad ha. Thì đồng hành giới thiệu vào trong này thì có anh Dương xô trợ giới thiệu. Chào anh em, chào bà con cô bác nha, chào các chú lớn tuổi nha, chào các cô và chào các bác nha. Chào các anh em mua bán xe 63 Tân Thành và chào các vị quý khách đã ủng hộ kênh xe máy giá rẻ trong thời gian vừa qua nha. Em là Dương, cửa hàng xe máy Trung Dương nằm bên Dương anh em, xé bên chợ Lá Hiêu anh em ha, ngã tư cộng 4 và cầu Phú Long anh em ha, gần cái hãng nước ngọt number one anh em uống á ha. Có anh em cứ đi tới đó, cái alo mình, cái số điện thoại gì anh Việt có để cho màn hình, cái gì anh em có cần tư vấn ha, cần Zalo gửi hình gửi mẫu gì hay cần check chứng minh không tin gì anh em cứ gửi qua mình nha. Thì bên mình hiện giờ các tỉnh thì mình có nhận làm hồ sơ cho anh em, xe đặc biệt xe chính chủ mới nhận anh em ha, xe có căn cước chủ và đàng hoàng có số điện thoại mới nhận nha anh em nha. Anh em có cần mình hỗ trợ vấn đề đó thì alo mình sẽ xử lý cho anh em ha. Còn đặc biệt anh xem lên mình bán là mình bao tên hết cho anh em ha, xe tại xe có chủ cả là hồ sơ cầm tay rút về tên cá nhân hết cho anh em ha. Anh em cứ yên tâm, có số điện thoại rồi đầy đủ. Tại giờ một con xe thì ra tên đó anh em, cái mã định danh phải có cái xe là cái số căn cước của mình anh em, rồi cũng phải có số điện thoại chính của mình. Tại giờ một cái căn cước nó bấm lên cái nó sẽ hệ thống nó sẽ hiện ra cái số điện thoại anh em nha. Thì bên đây cứ ra tên thoải mái, xe mình là ra tên rất là nhanh nhẹn nha, cái hồ sơ thì rất là nhanh gọn lẹ, thì anh em có mua xe mình cũng biết rồi đó nha, giờ thì nó suôn suôn lại rồi anh em ha. Anh em cứ yên tâm, tại vì cái vấn đề hồi đầu hệ thống nó chưa có suôn sẻ, giờ thì từ từ các anh công an thì này nọ anh đi tập huấn đâu về hết rồi nha anh em ha. Ok anh em ha. Ok, thì đầu tiên mình giới thiệu cho anh em là con Nvic 155 mã mẫu mới nha mọi người. Dạ. Con này bọc keo nguyên xe luôn. Bọc keo nguyên xe nha anh em ha. Đó, xe thì hồ sơ cầm tay luôn cho anh em luôn. Đó, con này lên ai, biết, ai biết chơi mua mấy cái này chạy. Lên kèn xe bán thì bao phê luôn. 155. Dạ. Có Yamaha con nắc, có nghĩa là kết nối với điện thoại luôn ha. Dạ. Đẹp lắm anh em ha. Đó, thẳng băng xe nè. Ngày mốt chùm keo luôn anh em ha, không té nha. Không té ha. Ờ, bán giá thôi. Dạ, con này bán thì lúc đó bữa em có nói là 5-6 nghìn cây, nhưng mà em xin lỗi anh em, con này thì cái bữa hết bình, nó mau hết bình lắm anh em. Cái con này nó có cách nói cái sóng á, mau hết bình. Là con này nó chạy 15 ngàn anh em ha. Thì mình bán hôm nay mình bán 38 triệu, mình bao hồ sơ 40 triệu là bao tên anh em ha. Chạy nhiều mình sẽ hạ giá liền cho anh em ha, chứ không phải nói bậy nữa bà. Mình nói thì xin lỗi anh em, bữa mình có nói là con này nhưng mà vẫn còn đẹp lắm. Dạ. Thì okay. Nó chạy 15 ngàn cây nha anh em ha. Đó. Rồi, bên trong này có một con siêu phẩm Vario 150 này nè. Quay ô nha. Bữa giờ về đâu hết đó, bữa nay con này mới về nè. Con này hàng dữ lắm. Dàn két con kia anh kia ủng hộ nha anh em ha. Anh em thấy không, cái chỉ mà chỉ này nè. Dạ. Cái chỉ này mà nó còn chưa đứt là dán keo luôn nha anh em ha. Xe dán keo luôn anh em ha. Dán keo luôn nha. Vỏ là 21 luôn nha anh em ha. Đó, từ cuối cùng luôn. Dạ. 21 luôn anh em. Nè nó nằm đây nè anh em ha. Đó, từng 21 nè. Đó, giờ 21 luôn nha, uy tín nha. Nó phục rồi thì nó chắn ba chưa bao giờ gỡ anh em ha. Tại con xe mình tán nhã nó phải gỡ cái chắn ba ra anh em ha. Tại thắng đầu công mấy ốc đầu công hết. Mình bên đây là Bình Dương mình bán mua xe nha, công tới thắng nó không giờ mua nha anh em nha. Anh này là rất thích màu tím titan nên lên con ốc titan ấy. Dạ, lên titan không đó, anh em ha, xe thẳng băng như một con xe mới luôn. Đây này cái nắp bình thanh xanh anh em ha. Nó mình xanh bảy màu luôn cho anh em ha, quá ghê. Bảy màu cho anh em ha. Anh em mua xe mấy con xe nào mà anh em ngay chỗ này cốt lên nè. Đó, cái cốt này mà nó chạy nó mớt nhiều là xe chạy 10.000 cây anh em ha. Đó, con này mới bò anh em ha. Đó, tại nó cái lư gà nó đụng lư gà thì đổ xăng cái 10.000 cây nha anh em nha. Đó, xe thẳng lắm. Còn mua xe cũ á anh em coi mấy cái tay ga bên mình ai bơi đậu vòng vòng nó cũng vậy nữa. Lóc này nè, đi cái nồi cơm mà nồi nhôm hồi xưa mình nấu anh em. Nấu nhiều thì nó sẽ đen, nó chảy ít thì nó cũng vậy vậy, tại đây cái lóc máy mà. Đó, nó trắng ok anh em ha. Đó. Xe màu hồng hết. 1.000 ngoái không? Dạ. Một 1.900 cây anh vậy. Turbo xe lẻ lát anh em phải không? Turbo nó còn thơm xe mới mà. Con này dữ lắm. Xe thẳng. Đó, anh em nào mà thích chơi Vario 150 lụm liền, không có con thứ hai. Dạ, xe cọp ra nha anh em. Con này 4X không? Dạ, con này 4X anh. Ok. Dạ. Rồi, ra nút đi. Ra nút anh em à. 17.500.000 anh em ha. 17.500. Rồi, 17.500. AB 160. AB 160. Con này mình có nói anh em, 178 cây số ha, 160. Mình tới 5-6 con, giờ mình về quá trời 160, 150 luôn. Phim cho mình chơi phiên bản đặc biệt không anh em. Đó. 2 AB anh em.
bây giờ xe đẹp lan can xe bán nè. Hồ sơ bỏ rút hết cho anh em nha. 3-4 triệu bao sơ anh em ha. Ok, màu tím, tím bao nhiêu? Cũng 3-4 triệu bao sơ luôn à. 3-4 triệu bao sơ. Dạ. Đó, xe đi ít nè coi nha. Anh dạ em đúng. Mình cứ tới chắc xe này. Dạ. Cứ nhìn nữa, ra gió này. Dạ. Không quá. 6.000 chạy anh em ha. Ok. Dạ. Rồi, Vision thể thao nè. Vision thể thao anh em. Con này mình cứ giới thiệu cho anh em, trên lầu con dưới đất còn đó anh em. Con này nó chạy 6.040 cây nha anh em ha. 600 cây lẻ 4 cây nha anh em ha. Đi con xe mới okay. À. 34 triệu luôn nha. Dạ 34 triệu. Rồi. AB màu đen đặc biệt nè anh em. Dạ, đặc biệt. Con này ngồi điểm khá ít. Bao nhiêu? Con này biển số 69 nha anh em ha. Tại anh em thấy AB đang ngắm mình quá trời luôn anh em ha. Qua hãng hiện giờ anh em ra thử 125 này phải bán giá từ 51 52 triệu bao tên nó thì dám tuyên bố với anh em. Con này 1847 cây số nha anh em ha. Con này 3.800 nha anh em ha. Đó, con này 3.800. Còn con xe bên đây là xe trúng thưởng nha anh em nha, chưa lăn bánh. Mới nha. Luôn. Dạ đúng. Còn xanh xanh á, dạ, anh em có nhu cầu mua thì liên hệ luôn. Dạ xe trúng thưởng nha anh em ha. Còn con này 3.000 mấy, anh em cứ yên tâm. Đặc biệt bốn quên, màu đỏ mình này 5-6 xe nha, đang về 5-6 xe là anh em cứ yên tâm nha. Đó, còn xe nít két dòng. Nè giá nè, 40 triệu Việt Nam đồng nè, 22 anh em thấy không? Là đáp 22. Có gạn nha. Xe chạy 2.000 cây số nha, mình bán xe ken. Đây là 40 triệu Việt Nam đồng bao sơ luôn cho anh em nha. Con này 21 em anh em ha. Đó. Còn ở đây con Gaston 40 triệu bao hồ sơ. 42 triệu Việt Nam đồng bao gã tên chọn gói từ A đến Z nha anh em. Đỏ nè, trắng đỏ bên mình. Đó, còn ba con trắng đỏ thôi. Giá 40 triệu bao sơ cho anh em ha. 40 triệu là bao hồ sơ. Qua hãng giờ nó cũng cao lắm cho anh em ha. Đó, xe là 1-2.000 cây, 2-3.000 cây, anh em cứ yên tâm. Sao chưa việc rồi? Sao chưa việc 34 triệu bao sơ anh em ha. Hai con luôn à? Đồng hai con luôn, đồng giá luôn gì? 34 triệu bao sơ luôn. Còn bên này sao chia này? Sao chia là 34 triệu Việt Nam đồng luôn anh em ha. Rồi. Đó. Màu đó. Trắng đen. Màu trắng đen có 34 triệu Việt Nam đồng luôn. Màu xanh. Màu xanh 34 luôn anh em ha. Sao chia nha. 3.000 cây anh em ha. Xe nhập nha anh em ha. Cốp xám nè. Này hay cấp 6 là xe 23 21 không? Này mẫu mới này có đó. Tem xanh bạc nữa. Dạ, chứ không phải mà đây là cũ anh em ha. Này đó. 33 triệu anh em ha. 33. Dạ. Thì con Rider này là 26 triệu bao sơ anh em ha. Rồi. Đây. Rider bên này luôn. Con này hai con này 34 triệu anh. 34 triệu. Đây gần như xe mới nha anh em. Dạ. Anh em cứ tới tham khảo á. Anh em mua con xe mình không biết nó có xe cũ đâu anh em nha. Rồi. Vinner V3 HRC 2023 này anh em, hiện tại có cũ và mới luôn ha. Dạ, đồng giá là cứ 32 triệu con nha anh em nha. 32 triệu con bao sơ. Ba con xe đó nha anh em nha. Đó. Con này là biển số 86 này 1.000 cây nè. Còn con này là biển số 66 nha anh em nha. Là chạy nó 3.000 mấy à, nha anh em ha. Đó. Còn con này hồ sơ cầm tay. Hồ sơ cầm tay biển số 76 nha anh em ha. Đó. Đồng giá là cứ 32 triệu bao sơ, bớt 200 còn 31 triệu 800 cho anh em ha. Dòng hẹt anh em. Dòng hẹt Mocking. Mocking là đỏ đen anh em, 21 nha, 32 triệu. 32 triệu bao màu sắc mà phiên bản giới hạn màu quân đội mà hợp 32 năm luôn. 32 năm nha anh em nha. Còn ba con hẹt anh em, ba con hẹt 30 triệu bao sơ, 29 triệu, 28 triệu để con số, 32 triệu bao tên nha anh em nha. Mình có nó rõ ràng là ba phương thức bên mình nha anh em nha, để con số bao sơ bao tên nó ba hướng nha anh em ha. Còn mấy dòng win 20 triệu nha anh em nha. V2 dạ. V3 cũng đã qua sử dụng rồi. 30 triệu, 22 nha anh em nha. Nó rỉ hơn cái con mình, hai dạ. Con mấy con kia ha. Dạ, 20 triệu luôn anh em ha. 20 triệu, con này 20 triệu Việt Nam đồng luôn. 21 nha anh em ha, đúng 21 đàng hoàng. V1 V1 20 triệu nha anh em nha. V1 28, 20 triệu con V1 nha anh em nha. Biển số 67 nè. Có anh gì nó ngày mai chủ nhật anh qua là đó, 67 B2 nè. 29291 anh em ha. Số okay. Đẹp nè. Quay vô 125. Còn duy nhất con nha anh em nha. À, còn như một con này băng keo chứ không phải chạy nha anh em nha, băng keo nha anh em, yên tâm 3.000 nha anh em nha. Hết bình viết rồi. Future 26 triệu anh. 26 con Future này 14 á. 14 triệu anh. Okay. Dạ. Rồi V3 này xe trúng thưởng, xe mới á, hiện tại dạ. Có màu đỏ đen màu đen. Dạ. Thì sẽ là 29 triệu 500 á. Dạ đúng rồi, 29 triệu. Còn nếu mà ABS thì có màu đỏ này, dạ. Màu đen, màu bạc, màu HRC. Dạ. HRC thì có tính nói 2022 thôi, còn 2023 thì giá khác nha anh em. Dạ, 35 triệu con ha. Dạ. Rồi, V1 màu vàng 20 triệu để con số vàng đen. Còn con này 19 triệu bao hồ sơ nha anh em ha.
À, con 21 triệu, okay. 95 nha anh em nha. Còn mấy cái con mà ví dụ như bản thường của V3 mà hàng đã qua sử dụng á, ở ngoài cửa nè, hàng á. 26 triệu anh. 26 triệu đấy. Đó, anh em 26 triệu đó là bao hồ sơ nha. Dạ, còn đúng nếu rồi. Để biển thì 24 luôn. Dạ đúng rồi, để con biển. Con nào có để biển 24 hôm qua mình thấy có anh nào hỏi á. Quỹ quyền đàng hoàng nha anh em nha. Xe này anh em muốn quỹ quyền có quỹ quyền này, tại khách ở Lấy Hiêu luôn nè. Xe mốt Bình Dương, thành phố Hưng An. Còn rồi. Con này Cẩm Mỹ Đồng Nai nè anh em ha. Còn nó ABS thì nhiêu? Còn ai bớt 28 triệu anh. 28 triệu để biển à? Dạ đúng rồi, 30 triệu bao sơ anh em ha. Xe chạy uy tín 2000 cây số nha anh em nha. Đầy đủ phụ kiện đây. Mình quay lướt lướt nó hơi chật anh em. Thì có dạ. Gì anh em nào mua những có cái xe thoải, đổi, xe nào đổi. Không có cả. Dạ, có trao đổi xe cũ nha anh em nha. Quay ghim Trung Quốc xe có giấy tờ là mình mua hết anh em cứ yên tâm đem lại mình mua giá hợp lý cho anh em. Mình không bao giờ ép giá anh em đâu. Còn vấn đề mà anh em có cần hỗ trợ tiền trả trước hay hỗ trợ cho Hiếu mình hỗ trợ hết. Rồi vấn đề cứ hết con xe nào đặt cọc 5 triệu, 2 triệu mình ship xe toàn miền Tây, miền trên cho anh em nha. Tại dùng lò cai này nọ miền Bắc thì sao quá. Thì cái đó anh em phải cộng thêm phí với mình nha. Đó, ừ. mình hoài anh em ha. Ok, dạ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip đó, xin chào. Chào anh em, chào các chú ha.